Bé này là bé Út. Út bị bệnh gì hả chị ha? Nó bị bại não, não không thấy nước á, não nó nước không mà. Rồi nhìn thấy thương quá. Năm nay bé được mà bao nhiêu tuổi rồi ba chị? tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi. Đó, ngày nào nó về nó cũng báo cáo là cô có đồ tiền ăn, cô biểu ba mẹ đóng tiền ăn, mà nó con là nó xuống biểu cô ráng ngay chừng ba làm qua tiền là đem xuống đóng cho cô. Không, cô nói ống bây giờ luôn. Cô nói đóng bây giờ luôn hả? Dạ đàng hoàng. Dạ. Rồi cô nói sao nữa con? Cô nói đóng tiền nãy rồi. Đóng tiền cơm. Tiền cơm, đóng tiền cơm bao nhiêu tiền con biết không? Không biết hả? Ba chưa biết đóng thôi. Là ba đóng, ba đóng chưa? Chưa. Bữa giờ con đi học được mấy ngày rồi? Nói đàng hoàng. Con biết. Một tháng. Nói đàng hoàng. Nghỉ học một tháng rồi, không có tiền đi học. Rồi, mẹ coi. Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đôi Chân Lang Thang. Lời đầu tiên, Đôi Chân Lang Thang xin chúc quý ông bà, cô chú, anh chị mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và luôn luôn bình an cho cuộc sống. Cả nhà, hôm nay Đôi Chân Lang Thang đến thăm một hoàn cảnh phải nói là rất là khó khăn trong cuộc sống luôn cả nhà. Cái hoàn cảnh này thì Đôi Chân Lang Thang tới đây để tìm hiểu. Trước tiên vào bên trong thì Đôi Chân Lang Thang cũng muốn nói sơ qua để cho cả nhà mình hiểu thêm cái hoàn cảnh của họ. Tại vì có một người đàn ông gọi cho Đôi Chân Lang Thang xin trợ giúp cả nhà. Anh kêu là anh không còn gạo để ăn nữa, mà con của anh thì bị bệnh rất là hiểm nghèo luôn cả nhà, căn bệnh hiểm nghèo không biết như thế nào. Thì mình đến đây đặng mình giúp đỡ được cho họ cái gì thì mình sẽ giúp nha cả nhà. Cả nhà đồng hành cùng với Đôi Chân Lang Thang nha. Hiện tại thì Đôi Chân Lang Thang đang đứng tại khu vực là núi rừng cả nhà. Nhưng mà cái tuyến đường này á, thì ở nơi đây, bà con ở nơi đây họ khai thác ra một cái con đường. Mình chạy được xe máy lên cả nhà. Xe máy thì Đôi Chân Lang Thang đã chạy để bên trong rồi. Nghe nói đâu á, là ảnh bán hết tài sản, bán đất, bán nhà để lo cho con bị bệnh đó cả nhà. Không còn đất, còn nhà để ở nữa nên hai vợ chồng ảnh lên trên cái đồi núi như thế này để sinh sống. Khi mà nghe anh nói là nhà không còn gạo, không còn sữa để cho con uống á, nghe rất là thương cả nhà. Chào chế. Em đeo chị cái mic nha. Chị ảnh có gọi cho em á, nên hôm nay em đến đây để thăm hoàn cảnh gia đình mình ha. Dạ. Thì cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào thì chị có thể chia sẻ một chút xíu cụ thể hơn được không? Dạ được chứ. Tại vì đây bé nó bệnh nè, thì mình cũng không tiền không bạc thì bây giờ đã như vậy. Thì mấy hôm á thì bán đất cát mình bán á là mình chạy cho nó. Bây giờ khổ quá, giờ ai kêu gì mình làm đấy. Nhà không còn gạo ăn hay sao chị? Hết gạo ăn, má đi mượn rồi chưa. Gì hả? Chị có mấy người con? Bé này nữa là 3 người con, 4 người con. 4 người con. Còn hai đứa kia thì nó có chồng có vợ nào đi. Chị tên gì chị nhỉ? Lệ. Năm nay chị được bao nhiêu tuổi rồi? 39 tuổi. 39 tuổi, 4 người con. Con đầu của chị là lớn nhất là bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. 18 tuổi. Con của chị rồi có đi làm để phụ giúp cho mình không? Không, nó có chồng rồi, theo chồng hết. Theo chồng rồi. Bé này là bé Út. Út bị bệnh gì hả chị ha? Nó bị bại não, não không thấy nước á. Não nó nước không à. Rồi nhìn thấy thương quá. Năm nay bé được mà bao nhiêu tuổi rồi chị? 3 tuổi rưỡi. Em nghe chồng của chị chia sẻ là khổ quá, bán đất bán nhà để lo cho bé. Dạ. Thì cái thời điểm mà mình bán đất bán nhà lo cho bé này như thế nào chị có thể chia sẻ không? Nó sao lúc đó là hầu người ta kêu bỏ nó đi, mình thấy tội quá. Là nhiều người ta kêu bỏ nó đi, từ tự bỏ tự nó chết, tự nó ra đi cũng được, phải thanh thản nó. Thấy tội quá mới chạy chữa cho nó, xong rồi nó xong. Rồi trong nhà có gì mình bán lần, bán hết đất cũng bán luôn. Mình đưa cháu đi bệnh viện nào chứ chị nhỉ? Bệnh viện Sài Gòn, bệnh Nhi Đồng 1 á. Rồi sau này Nhi Đồng 1 đồ nó nói là chạy chữa mổ không dám mổ. Rồi nhờ các anh Mạnh Thường Quân đồ mình đăng lên mình xin á. Rồi mình trợ giúp thêm cho mình đi qua Singapore mổ cho bé.
qua Singapore. Rồi qua đó rồi mình điều trị sao chị? Thì qua đó nó mổ đây nè, đường ống nó mổ về dẫn lưu về cổ nè, giúp bụng. Dạ. Đó, rồi nó nói là sau này nó đi chụp hình gửi qua cho nó là nó kêu biết não biết ổn định rồi, từ từ biết mới phát triển. Là bây giờ nó biểu mình là đi tập tới trị liệu cho biết. Dạ. Chứ hoàn cảnh bây giờ khổ quá thì khi nào có tiền mình đem có tiền ở nhà. Mình qua bên đó rồi mình bán nhà bán đất như vậy thì mình tốn kém cái chi phí hơn bao nhiêu tiền? Gần 500-600 triệu á. Bên Mạnh Thường Quân nó cho mình ủng hộ cho mình ít. Dạ mà không điều trị cho bé bớt được phần nào luôn. Thì bây giờ thì chỉ là mình nuôi cho bé sống được là mình tập để trị liệu bé đi. Dạ. Là sau này có khả năng bé nó cao thì nó hồi phục bình thường như bao nhiêu bé khác. Dạ. Hiện tại bây giờ thì bé có bò hay là nói chuyện gì không chị? Nó bé mới lật à. Mới lật. À. Là vẫn còn đi tập trị liệu. Vật lý trị liệu hàng ngày. À. Tuần đi 3 bữa. Ồ. Chết rồi con. Có cải thiện đỡ hơn được phần nào không chị? Được. Này tay chân nó biết dịu nè, thẳng nè. Chứ hầu mấy nó cứng lắm. Cơ nó cứng lắm ra đúng không? Là bây giờ mình ráng mình đi tập cho nó bung ra. Để nó đi. Là cuộc sống hai vợ chồng chị ở trên đây thì mình làm công việc gì? Người ta kêu gì mình làm đấy. Mấy hôm mà chị kêu cho gỡ cù thì chân cù. Bây giờ không có gỡ cù nữa là mình đi làm con bò. Rồi ai kêu mình làm mướn gì làm. Không có tiền lo cho mấy đứa nhỏ mua gạo đồ ăn luôn. À, tiền để đi mượn. Đi lên chồng sớm mượn. Mượn khi nào có tiền mua trả lại cho họ. Trời ơi, khổ dữ vậy. Chồng của chị đâu? Đi làm người kia. Làm gì chị? Kêu gì ông làm nấy. Là ngày hôm nay mình có gạo để nấu không? Mới đi chịu mượn mà chưa được 2 ký. Rồi mình tính là chiều nay rồi nấu cái gì cho mấy đứa nhỏ nó ăn? Thì nấu cơm với lại gỏi mua đậu miếng giờ kho với cà cho nó ăn đó. Dạ. Trời ơi, hoàn cảnh thấy thương quá cả nhà. Mẹ ai chơi? Sống ở trên đây thì đi lùm phân bò với lại đi chặt củi rồi vậy thôi. Rồi người ta kia mướn mình làm ngày hai buổi người ta trả tiền cho mình, giờ có tiền mua sữa rồi mua bi rồi cho em thuốc uống cho nó. Mấy nhỏ đây đi học đi chị? Đây hả? Đây hả? Mua giáo lớn chuẩn bị vô lớp 1, nghỉ hè này vô lớp 1. Ở trên đây em thấy cái đồ núi như thế này thì cái tiếng đường nó xa, mình đi xuống làng rồi mình đi tới đi lui rồi nó tiện cho bé đi học không? Thì sáng gửi bé đi là chiều mình đúng như có 3 giờ 3 rưỡi mình xuống rớt bé về. Dạ. Đó, như vậy ngày nào cũng đi, ngày nào cũng đi vậy. Mẹ lúc bữa kia kìa ba ấn con trẻ nhất không còn một bạn nào luôn á. Trời, thấy thương vậy. Con tên gì con? Mỹ Thương. Con học lớp mấy? Lớp lớn 3. Trời ơi, ở nhà thấy giỏi chưa? Dễ thương quá ha. Con mấy tuổi? 5 tuổi. Trời ơi. Ở nhà nó có phụ mẹ được cái gì không? Phụ làm gì? Đứng dậy, sao ngồi vậy? Phụ làm gì nữa chú nghe? Phụ làm gì? Phụ đứa em. Rồi, thương mấy đứa nhỏ. Rồi, em chào anh nha. Anh là chồng của chị hả? Đúng. Anh tên gì nhỉ? Trần Nhỏ. Trần Nhỏ. Năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? Mùi. Tuổi mùi là bao nhiêu tuổi anh? Năm tư đó, năm tư hay năm tám. 54 tuổi. Năm 2, năm 3 à. Ủa nãy chị nói là chị bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29? 39 tuổi. 39 tuổi. À vậy là anh lớn hơn chị. Mùi mấy tuổi luôn. Cả nhà. Hai vợ chồng là cả nhà. Nhìn chị trẻ mà sao nhìn anh lớn tuổi già. Mình già trước tuổi. Dạ. Già trước tuổi. Trời ơi, già nhưng mà có con nhỏ xíu xíu à. Ủa anh chị gặp nhau mới đây hả? Mới đây à. 7 năm rồi. 7 năm? 7 năm. Dạ. Anh nói 7 tuổi là 7 năm rồi. Dạ. Trời, nãy vô tính muốn kêu bằng chú luôn rồi cả nhà. Nhưng mà thấy chồng của chị mình kêu bằng chú, mình kêu bằng chị thì nó kỳ. Cuộc sống mình ra đây sao anh? Nó
khổ quá rồi cũng lên đây tìm cuộc sống bây giờ. Nói chung là ai kêu cái gì làm cái đó thôi. Dạ. Ai kêu cái gì mình làm cái đó. Rồi ai có đem cù vô em bò tới thì mình cứ chăn thuê em mướn giò đó. Mình ở đây được bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? Ở đây năm nay là năm thứ ba. 3 năm rồi. Ừ. Là bán nhà ở dưới đó. Dạ. Rồi lo cho cháu hết luôn. Lo cho nó rồi hết nữa rồi đi lên núi ở. Núi ở luôn. Lên núi ở. Nhưng mà cũng may ở trên này em thấy có một cái tuyến đường họ làm đường đẹp quá ha. Chạy xe vô tới chỗ luôn. Đường đó là đường có mấy thằng Lâm Trường nó làm. Dạ. Đường có mấy thằng Lâm Trường nó làm. Mình nói đường Lâm Trường nó làm. Mình cũng nhờ đường đó đi chứ. Còn nếu nó không làm cái đường đó thì cũng quên cho thôi. Khỏi nói luôn. Đi dạ. Một lần mà tháng mưa là đi khóc luôn. Dạ. Cái xe nó cứ chết giữa đường rồi dắt rồi gỡ rồi đi bộ không biết thôi. Dạ. Nó mới làm hôm xong năm ngoái. Anh là người ở đâu anh nhỉ? Ông Mỹ Sơn. Mỹ Sơn. Còn chị là người dân đây luôn? Ở Phan Rang. Dân Phan Rang. Nó ở khu phố 7 á. Dạ. Mấy vườn sớm á. Nói lớn là nhỏ rồi. Người khác của họ. Người Phan Rang, người Mỹ Sơn gặp nhau. Gặp nhau ở đâu anh nè? Trên núi đây luôn. Trên núi đây luôn. Sao gặp được hay vậy? Mình đi lên, mình đi mua làm, rồi mình đi mua buôn bán, mua thay, mua đồ bán. Hồi đó người ta làm thay nhiều. Mình hồi đó, mình cũng dân làm thay. Gặp luôn, gặp rồi thương nhau lại giờ ở luôn. Có hai mặt con. Con lớn con nhỏ này. Chồng, này nghe nói chị là có 4 người con mà. Thì hai đứa lớn kia là hai đứa này nó là 4 nè. Đời là đời trước là 2 đứa. Đời sau 2 đứa nữa là hiểu rồi. À. Hồi nãy là chị nói là chị có 4 người con. À. Mà anh nói là kêu mới gặp 7 năm thôi. À. Mà nãy chị nói con chị là 19 tuổi rồi. Thì là nó 2 đời. Đời con đời trước. Không có hỏi rõ rồi tôi nói tôi hỏi bao nhiêu đứa con thì tôi nói thẳng. Dạ. Còn 2 đứa chị nó. Dạ là chị có 1 đời thì cho chồng trước. Rồi xong cái là bấm 2 đứa nữa. Rồi hiểu rồi. 4 đứa. Dạ. Nói vậy rõ cho được không? Nói 4 đứa. Vậy là 2 người con này là của anh. À. Anh này, còn 2 người con kia là của chồng trước. À. Nhìn chị trẻ quá ha. Khổ quá chị, gì nữa già phải nào hết rồi chị. Ngồi đó. Vậy con. Rồi cuộc sống của mình trên đây rồi mình chỉ làm bậy bạ sống qua ngày vậy đó hả? Có làm bậy bạ sống qua ngày vậy thôi. Ai cái gì làm cái gì làm còn không có nữa là cứ ra xong đánh cá đánh bắt ốc bắt cu rồi vậy. Bắt ốc ai mua mình bán. Gì đâu mà em nói nghe nói mà không có gạo để ăn luôn sao thấy thảm vậy. Thì bây giờ nói thiệt không có gạo mình không có gạo chứ giờ mình có gạo mình không có gạo đó bây giờ còn cái bao kìa. Đó. Giờ có gạo được nữa có đã. Nhiều lắm. Dạ. Bây giờ đó thấy không cái trời trại đâu có gì đâu bây giờ giấu cái chỗ nào đâu bây giờ có gạo thì mình nó có gạo còn không có gạo thì lên chồm sớm mới mượn còn không có nó chạy ra bà già dạ. Đó, thì mỗi chạy ra bà cho 5 kg gạo chứ là 1 chục mì tôm là càng kiệt luôn không có tiền nữa mua gạo luôn chờ bệnh đây nè con này nó bệnh bữa giờ con này cũng bệnh có tiền đâu mới hồi nãy ra hỏi mấy nhỏ có tiền không mượn đỡ nó kêu hết tiền rồi những bé tội quá. Lâu cho bé đi chị. Lâu cho em. Nó muốn nói gì lắm. Nó muốn nói lắm rồi, nó nói không được. Nó cứ Vậy hả? Bé bị bệnh gì lo cũng cực à? Ủa, cực rồi. Bây giờ nó vậy cũng cực. Nó cực nó rồi, cực thêm một người cũng đã giữ. Mà nó bây giờ nó 2 năm nay đỡ bớt rồi. Ủa, năm đầu tiên của nó thiệt không quên. Nửa đêm gà gáy nó ôm chạy đi bệnh viện tỉnh. Dạ. Nó lên cơn la mà cái con này cái số nó không có được đi nó ở với mình á. Dạ. Tao gửi đây mà nó la về tới bệnh viện tỉnh. Dạ. Cái hơn nó la mà không coi như giờ dưới mà cái mùa cái năm bị dịch á. Người ta khỏi làm giấy để cho ảnh đi thẳng vô luôn. Dạ. Nó la người ta chịu không nổi mà. Rồi bây giờ cái tình trạng của bé là mình đang trong giai đoạn là đi tập vật lý trị liệu. Nó có tiến triển gì không? Có phát triển. Có cơ hội để đi đứng nói chuyện luôn. Được, nó có cơ hội, nó có cơ hội, nó được 80% là nó sẽ đứng. Dạ. Tại vì bây giờ nó đang lật chứ đang trường. Nó đang lật, nó đang trường đi được.
Chứ còn mấy hôm là nói chung là tay là... chân nó cầm vuốt cái tay ra vuốt cũng được. Mấy hôm là nó mấy hôm là nói chung là nó cứ nắm cứu rồi xuống tập lý thì liệu là mấy người đó là thấy cho nó mấy con vịt. Con vịt mà bỏ vô đây mà nắm nó bóp nó kêu cái tít để nó mắc hồn thả ra. Dạ. Đó, mà giờ nó đâu có bóp được. Xong ở trên đây khổ lắm mà làm bao nhiêu là cũng lo nuôi nó lập lý thì liệu nó hàng tuần hết đó. Nhưng mà một tuần mình đưa cháu đi tập lý trị liệu là bao nhiêu ngày? Ba ngày. Một ngày là bao nhiêu tiền nha? Đi lên đi xuống là mất hết 100. 100 ngàn một ngày? À, 100 ngàn một ngày. Là cộng cho chỗ con này nữa thì mất hết 150. 150 ngàn một ngày? À. Nếu mà một ngày mà mình không làm ra 150 là không đủ? Thì cho nó nghỉ. Nghỉ tập? Nghỉ tập, nghỉ học. Dạ. Giờ lo cho nó, giờ thì có tiền thì lo, không có thì cho nó nghĩ chứ giờ biết sao. Cái cuộc sống hôm nay bây giờ khổ lắm. Cả nhà, đôi chân lang thang đi giúp hoàn cảnh từ trước tới giờ. Gặp cái hoàn tình huống, cái hoàn cảnh này là lần đầu tiên luôn cả nhà. Lần đầu tiên mà đôi chân lang thang nhận được cuộc gọi mà nói là xin sự trợ giúp mà không có gạo để ăn luôn cả nhà. Rất là thương luôn. Thì chứ giờ anh em bây giờ người ta kêu có làm thì có tiền mua gạo lo cho hai đứa cháu. Mà bây giờ không có thì phải đi mượn hàng xóm rồi ăn rồi có rồi làm trả lại cho người ta. Chứ giờ biết sao đây. Chứ giờ phương tiện mình không có mà. Rồi thí dụ rồi ai có đem cừu dơi hay bò thì mình cũng chăng rồi lấy tiền lo cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Đứa thì đi tập lý trị liệu, đứa thì đi học. Rồi mấy ngày đi học rồi lỡ không có tiền đóng tiền học rồi phải làm sao? Thì phải nghỉ. Nghỉ học? Nghỉ học rồi khi người ta có phải làm có tiền lại trở xuống lại, học lại. Vậy hả? Hả? Nó ngày nào nó về nó cũng báo cáo là cô đồ tiền ăn. Cô biểu ba mẹ đóng tiền ăn mà nó con là nó cũng biểu cô ráng ngay chừng là ba làm có tiền là đem xuống đóng cho cô. Không, cô nói đóng bây giờ luôn. Cô nói đóng bây giờ luôn hả? Dạ đàng hoàng. Dạ. Rồi cô nói sao nữa con? Cô nói đóng tiền nãy rồi đóng tiền cơm. Tiền cơm, đóng tiền cơm bao nhiêu tiền cô biết không? Không biết hả? Ba chỉ biết đóng thôi. Là ba đóng, bao ba đóng chưa? Chưa. Bữa giờ con nghỉ học được mấy ngày rồi? Nói đàng hoàng. Không biết. Một tháng. Nói đàng hoàng. Nghỉ học một tháng rồi, không có tiền đi học. Rồi mẹ coi. Đàng hoàng ơi, có thật lắm thôi ba. Thương cho mấy đứa nhỏ cả nhà. Đàng hoàng lắm, đàng hoàng. Bây giờ ở đây thấy đồng khô có cháy, giờ có làm được cái gì đâu. Làm cái gì đâu, đâu có làm được cái gì. Giờ lụm phân bò thì người ta không mua. Rồi ai đem bò đem cù cũng dơi thì mình chăn một năm vậy, 500-700 gì một con năm vậy. Rồi lấy tiền rồi lo cho hai đứa đây. Rồi khi còn chăn thì còn tiền, mà hết chăn rồi là hết tiền rồi nghỉ. Cũng coi như mình có tiền thì cho nó đi học, mà không có tiền là nghỉ à. Nói chung vậy đó. Mình nghỉ nhiều quá thì ở nhà trường họ làm khó không dễ mình không? Người ta cũng làm khó, như giờ bây giờ mình cũng xuống mình phiên, mình cũng nói nhà trường bây giờ cũng thông cảm chứ. Thì có tiền mới đổ xăng mới đi chứ chở cháu nó đi học chứ không có tiền lấy cái gì mà đổ vô để cho cháu đi học. Từ trên đó mà dắt bộ xuống tới dưới nhà trường thì hết đúng buổi mẹ rồi. Chứ có tiền mà đổ xăng nó đi chứ không có chứ tao đâu có đi được đâu. Bởi vì cô giáo cũng nhiều hồi cứ điện lên, cứ nhắn tin lên rồi cứ điện lên nó sao đó, cho em nghỉ hoài. Nói cô cũng thông cảm chứ giờ không có tiền đổ xăng để cho cháu nó nghỉ. Thì nghe anh chia sẻ thì cái hoàn cảnh thì em cũng cảm nhận được là rất là khó khăn. Tại vì nuôi một đứa con nhỏ nó rất là khó cả nhà. Nếu mà mình có công ăn việc làm ổn định đó, thì có thể là mình có thể là lãnh lương hàng tháng, hoặc là mình làm hàng tuần, mình nhận được cái đồng lương đó mình để lo cho gia đình, mua cá mắm gạo thóc rồi đóng tiền học cho các bé. Nhưng mà cái công việc của anh em thấy là nó không có ổn định, nó bất bên. Ở bất bên nó không có ổn định. Nói chung có nhiều hờ mình không có tiền mà mua một gói thuốc mà hút nữa. Phải xin
Có người thì mình thấy khổ người ta cho, có người thì người ta cho mình mượn. Là khi nào mình làm quá tiền thì mình trả. Dạ. Còn muốn mình trả lại. Ừ, giờ mình nói thiệt thôi, chứ giờ mình không có, mình ta nói bây giờ tao không có thuốc hút, mình cho tao mượn có thuốc. Tao hút bữa nào có tiền tao mua tao trả. À, mà nó thôi thôi cho ông về ông hút cho rồi chứ trả cái gì. Thì có người thì người ta cho, có người thì người ta lấy. Ừ, cũng tùy theo. Giờ nắng không làm gì thì ra xong cho mò bắt ốc rồi bán. Không có ai thuê mình làm công việc gì khác hả? Như ví dụ như là phụ hồ. Đâu, đây đâu có ai phụ hồ đâu. Ở đây mà phụ hồ là mấy người làng, chứ ngủ trên đây đâu có ai đâu làm cái gì. Như mà dạy cỏ đâu á, như sân vườn đâu á. Ờ, nắng quá người ta kêu mình mới làm cho tao, kêu thì không biết đâu làm. Dạ. Thí dụ bây giờ nói với mấy em, bây giờ người ta tới người ta kêu nó, mai mày tao dạy cỏ tao một bữa ấy. Nói đâu người ta nó ở chỗ đó thì nó ở thầy chán em tới. Đó, mà bây giờ người ta không có kêu, không lẽ mình dắt cái len mình đi tìm ở đâu mình làm. Ừ. Nghĩ vậy thôi chứ có gì đâu. Ở đây thì mình có điện đuốc gì không? Không có điện đâu, mình mua cái miếng năng lượng mặt trời. Rồi có đủ ánh sáng nữa mình sinh hoạt ban đêm không? Thì nói chung á, trời nắng thì đủ, mà trời mưa thì có đêm, có đêm không. Dạ. Tại năng lượng mặt trời mà có nắng thì nó có điện, mà mưa thì cũng như rồi xong. Mình xài bằng điện, năng lượng mặt trời thôi. Năng lượng mặt trời. Có mua miếng mấy trăm ngàn bỏ lên đó để xài vậy thôi. Rồi nhà của mình vậy rồi tháng mưa nó bị tạt đâu không anh? Ồ, thôi mưa là mưa nhỏ không sao, chứ mưa lớn ở trong cũng như ở ngoài. Rồi sao mấy đứa nhỏ nó nằm rồi anh chị nằm sao? Đây còn có khúc đây, khúc bây giờ mình đưa ngồi đây, khúc ra nó không dột. Mình tập trung vô đó. Tập trung vô khúc này. À, còn ở chỗ đây thì mình lấy son, lấy thau, lấy bạc rồi mình hứng. Rồi hết mưa rồi mình dẹp. Dạ. Như vậy thôi. Là cái đất này ngày xưa mình 3 năm trước chứ. 3 năm trước là anh lên đây là anh mình xin người ta hay sao? Không, cái đất này là nói chung là hồi đó là năm 85 là mình khai phá. Mình khai phá rồi là mình khổ quá rồi mình đi tùm lum tà la. Dạ. Mình đi làm kiếm cuộc sống mình tùm lum tà la. Rồi xong rồi mình mới lên đây mình đi chăn cừu dây mướn là mình mới dỡ đó. Dạ. Người ta dành của mình rồi mình lấy lại. Mình nói cái này là hồi năm 85 tôi đã lên, tôi đã dỡ, tôi đã phá rồi. Nhưng mà cuộc sống tôi nó khổ quá, tôi đi tìm cuộc sống mà. Rồi ai kêu tôi làm, rồi ai mướn tôi làm tháng, làm năm vậy tôi cũng đi hết. Rồi sau này tôi vừa thấy vậy tôi mới lấy lại tôi làm. Dạ. Sống sao mà khó khăn quá. À, thì bây giờ nó khó khăn rồi mình đến tới khó khăn chứ giờ biết sao thấy. Nhưng mình giờ nó mình cũng kêu sao cho được. Anh ơi, giờ nói vậy chứ giờ. Thì mình khổ thì mình cũng chấp nhận khổ thôi. Chứ giờ nói chung là ai cũng muốn vợ đẹp cũng xinh. Nhưng mà hoàn cảnh mình bây giờ không có như nói chung ra giờ mình sao chịu vậy thôi. À, cũng than trách gì ra. Thì nói cho anh em chứ có nhiều họ cũng coi như mẹ con ngủ mình ra ngoài bàn uống họ uống nước trà. Cũng ao ước nói con mình cũng bao nhiêu người trên thiên hạ ta dưới ta uống cà phê ta nghe nhạc ta thấy xe còn chạy đồ con mình ngồi trên đây nghe không có nghe gì nghe cốc với nhái thì có một mình thủi ngồi uống đã đá rồi tôi thủi rồi vô ngồi ngủ một mình thôi. Đó, bây giờ mình biết than phiền với ai nữa đây vì có hai vợ chồng hai đứa con mà giờ hai vợ người dưới ôm hai đứa con ngủ rồi mình cứ ngồi đó rồi uống miếng nước trà vậy rồi ngồi đá rồi đi ngủ thôi. Rồi khi nào mà hết đồ ăn rồi buồn nữa thì lấy cái bình đi ra, lấy cái bích xi với cái bình đi ra xong thả lưới bắt cá rồi giờ có ăn hàng ngày vậy thôi. Là mình không có đi chợ, mình đi bắt ở dưới suối dưới sông vậy thôi. Kiếm cá vậy ăn thôi. Nói chứ bây giờ không có tiền mua thuốc hút mà có tiền đâu đi chợ. Bao nhiêu lâu rồi gia đình mình chưa được ăn thịt? Nói chung là có tiền thì mua cho 20 ngàn thịt bằm nó xay nó về nấu canh rồi cho mấy nhỏ ăn mình cái. Rồi bé còn sữa uống không? Hết sữa hết bầm bì cái gì cũng hết. Em thấy chị thì đi làm lặt vặt vậy rồi ở nhà chăm cháu, còn anh thì anh đi làm vòng vòng đây. Không nói chung là người hỏi ai kêu vợ thì vợ đi làm. Cái việc mà việc vợ ông bà thì mình ở nhà mình trông cháu.
để làm, mà hỏi ai kêu cái gì mình thì vợ ở nhà là trong cháu trong mình đi làm. Nếu mà hai vợ chồng đều đi làm thì không ai coi bé. Không ai coi mà không ai đưa đón con này đi học. Dạ. Bé này đi học tháng đóng bao nhiêu tiền? Nó vừa họ tiền ăn với tiền học nhà một tháng nó 500 mấy nữa. 580. 580. Mà không đủ đóng nữa cho bé đi học luôn, đi nghỉ hồi luôn. Nó vậy chứ rồi khổ mà bây giờ nó đó tiền nó học tiền ăn là 508 rồi còn tiền xăng nó đi lên đi xuống nữa, phải rước lên nước xuống nữa cũng mất 20.000 xăng đi ngon. Em muốn biết bây giờ cái mong muốn của anh là như thế nào, em đến đây anh cần sự em giúp anh cái gì? Thì nếu mà mong muốn anh em mà thiệt giúp cho được để cho bé sau chữa bệnh cho bé biết đi biết chạy, sau bé lớn biết đi bé nuôi bản thân bé. Cho mình nói cho mình càng ngày càng lớn, mình càng già là mình đâu có còn sức nữa mà để nuôi cho bé được. Để cho bé biết đi biết chạy biết nói để sau bé để lo bản thân cho bé thôi. Nhưng mong muốn cho bé sao mà biết đi biết chạy biết nói là điều đó mong muốn là thôi. Hoàn cảnh thương lắm cả nhà mình. Cho nói anh em cái mùa rồi thấy nó nằm nó ngồi quay ưa nước mắt. Dạ. Ừ. Nhà mình là mới đi mượn gà về luôn á. Chưa chạy lên trầm trên nói là chính là cho con mượn đỡ 2 kg gạo. Họ cho mình mượn, họ nói trên là trả. Họ nói vài bữa cũng đi làm trả. Rồi mình có gạo mình nấu cơm rồi thì mình chiều nay mình ăn cái món gì? Có cá mắm gì ăn không? Rau rác gì không? Rồi ra xong bắt mấy con cá bóng tượng là chiên ăn vậy thôi. Đi ra xong bắt cá bóng về chiên với nướng ăn vậy thôi chứ có gì đâu. Thì nghe anh chị chia sẻ cái hoàn cảnh thì em thấy cũng thương cho hai đứa nhỏ. Thì trước mắt thì thấy hoàn cảnh họ khó khăn cả nhà. Mình cũng đồng cảm. Cái điều giờ thì cũng mong muốn với anh em thì cũng mong muốn làm sao cho bé biết đi biết lại là điều đó tốt nhất. Bé là có cơ hội để đi lại bình thường. Có cơ hội nhưng mà giờ nói chung ra là không có phương tiện. Không có khả năng để lo. Không có khả năng để lo, phương tiện để lo cho bé đó. Cho bé mà nếu mà có khả năng mà lo ra là bé đã đi rồi. Dạ. Chứ không có còn bé mà bé còn nằm qua quê mà la nữa đâu. Dạ. Tại ở bên kia người ta đã điện giờ người ta nói là thường đi gặp đi thì liệu cho em. Nhưng mà không có điều kiện mà để lo cho em. Dạ. Phải bỏ em mà nằm biết tới bây giờ rồi. Là ở bên Singapore hả? À, bên Singapore. Họ bác sĩ cũng hơi hay thường xương điện về. À, điện giờ nó nói là thường xương là tập bé tới lý trị liệu cho em. Để cho em phát triển để cho em đi. Dạ. Nhưng mà giờ mình không có có điều kiện mà để lo. Thì giờ mình mà có điều kiện mới lo được. Không có điều kiện ngay giờ đâu có lo. Không có điều kiện gì, không có là tiền mà để đổ xăng mà để mà đi thôi. Để mình lo cho em thôi, giống quá gì đâu. Dạ. Chứ đây đi ra đường. Là chắc phải 10 mấy cây số. Rồi giờ ra đó rồi bỏ xe rồi đón xe buýt đi. Dạ. Thấy cái tuyến đường mà từ đây xuống dưới ngay chỗ mà cái đường lộ rất là xa nha. 10 cây á. 10 cây số. 10 cây á. Em đi hồi nãy giờ em đi lên đây em tìm vòng em mới nhớ đường vô á. 10 cây. Không biết cái xe đây xe cái con đường biết ta báo á. Dạ. 10 cây á. Thì em cũng đến đây nghe được cái hoàn cảnh thì em cũng thương. Bây giờ thì nó tạo đây nè. Trước mắt thì em giúp cho anh chị một ít tiền để mình có thể là mua gạo ha. Mua gạo, mua cá, mua mắm cho mấy đứa nhỏ nó ăn hoặc là mua sữa, mua tả gì cho cháu. Đó là cảm ơn anh. Thì khả năng của em thì em chỉ giúp được như vậy thôi. Còn nếu mà sau khi mà em về á thì em chia sẻ cái hoàn cảnh của anh chị. À, nếu mà đủ duyên, có cơ hội với gia đình mình thì em sẽ quay trở lại ha. Rồi. Điều mong muốn nhất là thiệt, mình nói là chỉ có tâm đã biết là chỉ đi với cả tâm. Mẹ hỏi chú hỏi ba chứ. Mẹ hỏi ba.
Thì cả nhà, hôm nay đến thăm cái hoàn cảnh của anh chị, nghe được cái hoàn cảnh mà cái câu chuyện nghe rất là thương luôn cả nhà. Khi mà nhận được cái cuộc điện thoại của anh gọi cho đôi chân lang thang, anh nói là không có tiền để mua gạo ăn, mà thương cho mấy đứa nhỏ, thì anh chị lớn á, thì thà nhịn đói nhưng mà tội cho mấy đứa nhỏ không có gạo để nấu cơm cho tụi nó ăn. Nghe rất là thương luôn, nên đôi chân đến đây để tìm hiểu thêm và biết được cái hoàn cảnh rất là khó khăn luôn cả nhà mình. Thì đôi chân đến đây cũng mang một cái món quà nhỏ nhỏ để có thể là giúp cho anh chị vài ba bữa, có thể là mua gạo cá mắm gì đó cho hai cháu ăn, tạ sữa gì đó. Thì đôi chân lang thang sẽ xin cô chú anh chị mình thường quân là trước cái quỹ của anh Nguyễn Thành ở bên Mỹ là 1.000.000 đồng, và cô Tư ở Lâm Đồng 500.000, và chị giấu tên bên Úc 500.000, là 2.000.000 để gửi tặng cho anh chị. Có thể là cái số tiền này có thể là giúp được cho anh chị đỡ một phần nào trong mấy ngày tới ha. Cảm ơn anh em cho giờ cho giúp cho anh được nhiêu đây, thì nói chung là cũng cảm ơn anh em để có phương tiện mà chở bé đi gặp lý tài liệu. Thì anh cũng cố gắng lên ha, anh chị cố gắng ha. Cố gắng, bây giờ biết sao. Chứ bây giờ đời sống mình nó đã khổ rồi, mình cố gắng mình cải thiện cuộc sống. Thì mấy đứa nhỏ nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó, mình cần phải làm lũ nhiều để kiếm tiền lo cho mấy đứa nó. Thì cái căn nhà của anh thì nghe anh chia sẻ là tháng mưa vẫn bị tạt bị dột. Thì cái nhà không có cái món đồ gì cả, giá trị cả cả nhà. Không điện, không đuốc, không có gì hết. Nhìn cũng rất là thương. Thì bây giờ đôi chân lang thang sẽ đếm cái số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nha. Đây là tờ 500 nè, một tờ 2 tờ này 3 tờ cả nhà. Với lại một tờ 200 nè, với lại 3 tờ 100 là 2.000.000 ha. Đây là số tiền của anh Nguyễn Thành ở bên Mỹ, với lại chị dấu tơ Minh Úc, và một cô ở Lâm Đồng, cô ấy tên là cô Tư. Anh có thể là gửi lời cảm ơn đến anh chị và cô để cho anh chị vui. Cảm ơn anh chị và cô. Dạ. Cảm ơn. Thì đôi chân lang thang cũng xin thay mặt cho gia đình anh chị cảm ơn anh Nguyễn Thành ở bên Mỹ và cô Tư ở Lâm Đồng và chị giấu tên ở bên Úc rất là nhiều luôn. Con cũng không biết nói gì hơn, chúc cho cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Có lẽ là em sẽ xin phép về nha, tại cũng chiều rồi. Anh tranh thủ em về dưới nữa, em còn công việc nữa. Thì cố gắng lên anh ha. Bây giờ cũng cố gắng thôi, bây giờ biết sao đây. Anh em giờ cũng cố gắng cái làm. Thì có lăn lũ được ngày nào cũng lăn lũ làm với hai đứa cháu thôi. Chứ điều mình mong muốn nhất là chỉ cho bé lớn không lo gì không, chứ mà chỉ lo cho bé nhỏ là biết đi, biết chạy, biết nói, là điều đó là mình mong đầu mình. Những bé này là nghỉ học được mấy bữa rồi? Một tháng rồi. Rồi ngày mai là mình đi đóng tiền cho mấy đứa học lại. Mốt thứ hai mai. Mốt thứ hai là mình chức ra tiền 500-600 gì đó. Thì nó có 508 thì cũng như thành 600 rồi, đổ xăng xuống thành 600 rồi cho. Dạ, cho cháu nó đi học chứ. Cho cháu nó đi học lại. Dạ, cố gắng cho là làm lo cho nó biết cái chữ như người ta. Thì đó. Sau này lớn lên nó không biết chữ tội nghiệp nữa. Thì đó, cha mẹ giờ dốt lát không biết chữ, nghĩa này kia lá lên núi ở đâu, bây giờ bỏ mình thấy cô mình vậy thì cũng đứt rũ quá. Thế ơi, con có ham học không? Nói, con thích đi học không? Thích. Con học có giỏi không? Có ngon không? Nói đàng hoàng. Nói. Nói giỏi. Đi học rồi ba mẹ có cho tiền mua bánh ăn không? Không có hả? Dạ. Vô trường thấy bạn ăn bánh rồi con có xin bạn không? Rồi bạn có cho không? Cho. Bạn Thánh quá trời lời nha. Thánh á. Với lại bạn Bảo, với lại bạn Trang nữa. Con đi học con có sữa để uống không? Dạ có. Xuống làng rồi mẹ mua. Giỏi quá nha, đứa nói chuyện dễ thương quá. Thôi chú về nha, mai mốt ơi, có cơ hội chú quay lại chú mua tặng cho con bánh ha. Dạ. Dạ. Con cảm ơn chú. Thôi em về nha chị. Cố gắng lên ha.
Lần sau có duyên có cơ hội em sẽ quay trở lại ha. Cả nhà, Đôi Chân Lang Thang sẽ xin phép khép lại video tại đây và hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Cả nhà xem video thì cũng đừng quên yêu mến Đôi Chân Lang Thang, bấm cho Đôi Chân Lang Thang một lượt đăng ký nha cả nhà. Chia sẻ video đến tất cả cô chú anh chị mình cùng đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bye bye cả nhà mình, hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye.